Thưa quý vị, trong cơ thể của chúng ta, não bộ tuy chỉ chiếm 2% khối lượng toàn cơ thể, song đây lại là trung tâm điều khiển, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của con người. Hàng ngày, dung lượng máu mà tim cần cung cấp cho não lên đến 15% tổng lượng máu bơm ra. Cơ quan này cũng sử dụng hết 20% lượng oxy trong máu và cần đến 25% lượng glucose để tạo ra năng lượng duy trì hoạt động của hệ thần kinh não bộ. Những con số trên cho thấy, não bộ cần một lượng lớn dưỡng chất từ máu để cung cấp cho quá trình hoạt động sống. Và nếu con đường vận chuyển máu có vấn đề hay do hàm lượng máu cơ thể sản sinh ra không đáp ứng đủ nhu cầu của não thì sẽ rất nguy hiểm, không chỉ làm suy giảm chức năng của não mà còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của chúng ta nữa. Vậy chúng ta cần làm gì để lượng máu lưu thông lên não luôn được đảm bảo? Ngay sau đây, Doãn Lạc sẽ mách cho quý vị 3 cách vô cùng đơn giản, ai cũng có thể áp dụng được, giúp đẩy nhanh tuần hoàn máu não, giúp não bộ ổn định và hoạt động khỏe mạnh cả đời. Mời quý vị cùng theo dõi! Xin chia sẻ với quý vị và các bạn rằng có rất nhiều cách làm máu lưu thông lên não hiệu quả mà chúng ta có thể áp dụng tại nhà. Và các bạn có thể tham khảo một số biện pháp đơn giản sau đây. Cách thứ nhất, bổ sung các loại thực phẩm tăng cường tuần hoàn máu. Cách làm tăng máu lên não tại nhà đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là bổ sung các loại thực phẩm tốt cho não bộ, tăng cường tuần hoàn não. Các loại thực phẩm đó thuộc nhóm đạm, sắt và vitamin. Các thực phẩm nên ăn sẽ bao gồm cá hồi. Trong cá hồi chứa nhiều axit béo không no, canxi, phốt pho, kali, vitamin, rất tốt cho não bộ. Thịt bò. Bạn muốn biết ăn gì để máu lên não nhanh thì hãy ăn thịt bò, bởi vì thịt bò rất giàu đạm, sắt, vitamin B12, B6, B2 giúp tái tạo hồng cầu, cung cấp oxy lên não và tăng cường miễn dịch. Lòng đỏ trứng gà. Trong lòng đỏ trứng có chứa hàm lượng sắt, canxi, phốt pho và các loại vitamin khác giúp thúc đẩy quá trình tạo máu. Hải sản chứa hàm lượng axit amin, sắt, kẽm, vitamin B12 lớn giúp tăng khả năng sản sinh hồng cầu, giúp chống căng thẳng mệt mỏi, tăng đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là lưu thông máu, cung cấp oxy đến não bộ. Bổ sung hải sản là cách để máu lên não dễ thực hiện và không cần thuốc. Ngoài các thực phẩm trên, các bạn hãy ăn thêm các loại rau xanh như cải bó xôi, cần tây, cải xanh, bí ngô, cà rốt, quả lựu, bởi vì trong các loại thực vật này có rất nhiều vitamin và sắt. Chúng đóng vai trò quan trọng giúp tăng tuần hoàn máu, chống oxy hóa, tăng cường trao đổi chất. Chế độ ăn uống khoa học bổ sung các loại thực phẩm tốt cho máu là cách để máu lưu thông lên não tốt hơn. Các bạn nên áp dụng hàng ngày để phòng chống các bệnh liên quan đến não bộ và mạch máu. Cách thứ hai, ngủ đủ giấc là cách tăng cường máu lên não hiệu quả. Bên cạnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng là cách tăng cường máu lên não hiệu quả. Não bộ cũng như con người cần thời gian nghỉ ngơi sau những giây phút làm việc, đặc biệt là làm việc quá sức khiến lượng oxy lên não kém. Cách để não bộ nghỉ ngơi đó chính là giấc ngủ. Chỉ có khi ngủ các hoạt động của não mới được giảm tải và khi đó oxy lên não sẽ nhiều hơn. Các chuyên gia về thần kinh cho biết một ngày con người phải ngủ ít nhất 8 tiếng và nên ngủ trước 11 giờ. Cách làm tăng máu lên não đó là hãy bỏ thói quen ngủ muộn sau 11 giờ, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, để não bộ được nghỉ ngơi và lấy lại phong độ cho ngày mới. Cách thứ ba, tập thể dục và hít thở sâu. Các bộ môn thể dục thể thao như yoga, thái cực quyền, chạy bộ, đi bộ v.v. hay bất kỳ bộ môn thể dục nào bạn có hứng thú, hãy chọn chúng để tập luyện hàng ngày. Đây là cách để máu lưu thông lên não tốt hơn. Không chỉ người lớn tuổi mới nên áp dụng phương pháp này, mà ngay từ khi còn trẻ, các bạn cũng không nên thờ ơ với chính sức khỏe của mình. Chỉ cần cố gắng duy trì việc tập thể dục mỗi ngày 30 phút, chắc chắn cơ thể sẽ khỏe mạnh và máu lưu thông lên não tốt hơn. Ngoài ra, hít thở sâu cũng là cách cho máu lên não nhanh và nhiều hơn, bởi vì khi hít thở sâu sẽ lấy được nhiều oxy hơn, lượng oxy lên não cũng nhiều hơn và từ đó giải tỏa được tình trạng ngưng trệ ở não bộ. Ngoài 3 cách tăng cường máu lên não ở trên, các bạn có thể áp dụng thêm biện pháp xoa bóp bấm huyệt. Đây là cách rất hiệu quả cho những người thường xuyên bị đau đầu do thiếu máu lên não. Và để quý vị sớm nhận biết chính xác về căn bệnh thiếu máu não nguy hiểm này, tiếp theo đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị 5 dấu hiệu nhận biết cơ thể bị bệnh thiếu máu não, sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức kinh nghiệm để có biện pháp phù hợp phòng ngừa và chữa bệnh thiếu máu não kịp thời. Dấu hiệu thứ nhất, suy giảm trí nhớ. Suy giảm trí nhớ là một trong những dấu hiệu nhận biết cơ thể bị thiếu máu não. Suy giảm trí nhớ do thiếu máu não vừa do tình trạng lão hóa ở tế bào não, thoái hóa não, teo não, vừa do tình trạng thiếu máu nuôi não. Khi cơ thể bị bệnh thiếu máu não sẽ có hiện tượng máu không được đẩy lên đủ để não bộ có thể hoạt động và nó dẫn tới chứng nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Việc này xảy ra thường xuyên sẽ khiến người bệnh giảm dần trí nhớ, quên nhanh mọi việc.
Sự suy giảm trí nhớ thể hiện ở việc nhầm lẫn đường đi, để quên đồ vật, mượn đồ vật mà không nhớ là mượn của ai. Dấu hiệu thứ hai, bị đau đầu kéo dài. Cách nhận biết cơ thể bị bệnh thiếu máu não là cơ thể bạn thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu kéo dài. Những cơn nhức đầu này lúc nào cũng có thể ghé thăm bạn. Lúc đầu bạn chỉ bị đau nhói một vùng nào đó cố định, dần dần cơn đau sẽ lan ra khắp đầu. Có lúc bạn sẽ có cảm giác đầu mình nặng trĩu trĩu, nhất là khi phải di chuyển, suy nghĩ nhiều hay khi mới ngủ dậy. Dấu hiệu thứ ba, tê bì, nhức mỏi chân tay. Tê bì nhức mỏi chân tay, cảm giác râm ran như kiến bò dưới da cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết bệnh thiếu máu não hay gặp nhất. Đôi khi người thiếu máu não sẽ làm cho cơ thể bị đau dọc xương sườn, đau dọc vai gáy và đau dọc các xương sườn, chân tay nhức mỏi, đôi lúc có cảm giác lạnh sống lưng, gây rất nhiều bất lợi cho người bệnh, ảnh hưởng không ít đến công việc, sinh hoạt hàng ngày. Dấu hiệu thứ tư, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Cách nhận biết bệnh thiếu máu não là bạn hay bị ù tai dù đang ở trong không gian yên tĩnh và không có gió. Bên cạnh đó, thiếu máu não còn làm cho những cơn choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng sẽ ghé thăm bạn vào những lúc bạn không ngờ nhất và nó có thể gây ra các chấn thương về xương khớp hoặc sọ não do té ngã hay là gây ra các loại bệnh nguy hiểm khác. Triệu chứng của bệnh thiếu máu não là lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng nhưng bệnh tiến triển khá nhanh, đặc biệt những cơn choáng ngất đến bất ngờ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Do đó, nếu gặp một trong những triệu chứng này, đừng nên chần chừ, hãy đến những cơ sở y tế khám để có hướng chữa trị kịp thời. Dấu hiệu thứ 5, mất ngủ thường xuyên. Người bị bệnh thiếu máu não rất hay gặp phải các vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ, ngủ không sâu, dễ gặp ác mộng, đang ngủ thì bị tỉnh giấc và không thể ngủ tiếp. Những hệ quả của việc mất ngủ triền miên là người bệnh thường xuyên cảm thấy chán trường, mệt mỏi, mất tinh thần vui chơi làm việc, dễ dàng bị kích động và sẽ không còn khả năng kiềm chế đấy các bạn nhé. Thưa quý vị, khi tình trạng máu lưu thông lên não kém, quý vị tuyệt đối không nên sử dụng thuốc khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Thay vào đó, hãy áp dụng 3 cách tăng cường máu não tự nhiên đơn giản mà chúng tôi gợi ý vừa rồi, chúng vừa an toàn cho sức khỏe lại có thể áp dụng tại nhà đấy. Quý vị thân mến, thông thường những bệnh nhân thiếu máu não sẽ được các bác sĩ chỉ định điều trị bằng các loại thuốc tây. Tuy nhiên thực tế thì có rất nhiều người luôn tìm kiếm những bài thuốc từ những nguyên liệu tự nhiên bởi tính an toàn, tiết kiệm chi phí lại hiệu quả vượt trội. Và nếu như bạn hay người thân của mình đang vướng phải căn bệnh này, hãy tham khảo 5 bài thuốc mà chúng tôi gợi ý sau đây nhé. Bài thuốc thứ nhất, sử dụng một số loại nấm. Nấm linh chi được biết đến là một loại thuốc trị bệnh vô cùng hiệu quả. Để thực hiện, bạn có thể xay nhỏ nấm linh chi rồi hãm để uống đều đặn mỗi ngày. Lưu ý mỗi lần uống chỉ nên dùng 10g nấm đã xay để dùng. Ngoài ra, nấm hương mộc nhĩ cũng là một trong những vị thuốc giúp người bệnh tăng cường máu lưu thông lên não cũng như làm giảm mỡ máu. Theo cách này, bạn có thể lấy nấm hương và mộc nhĩ chế thành một món canh vừa ngon miệng vừa chữa trị thiếu máu não hiệu quả. Bài thuốc thứ hai, sử dụng rau cần. Rau cần là loại rau trong thành phần có chứa nhiều dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe. Để dùng rau cần làm thuốc chữa thiếu máu não, bạn cần lấy 20 cây rau cần, nhưng chỉ lấy phần từ dưới rễ lên tầm 10cm, sau đó đem rửa sạch và thêm 150ml nước sắc lên và uống. Bạn sắc lấy 200ml nước đầu uống rồi sắc tiếp nước thứ hai để uống tiếp. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng phương thuốc này lúc đói. Bài thuốc thứ ba, sử dụng hành tây. Hành tây có tác dụng rất tốt đối với những người bị thiếu máu não, hơn nữa chúng còn có tác dụng giảm thiểu mỡ máu một cách hiệu quả. Để áp dụng cách này, đầu tiên bạn hãy luộc hành tây lên hoặc là xào kèm thêm với những gia vị để ăn ngon miệng hơn. Lưu ý không nên dùng mỡ động vật để xào. Mỗi ngày nên ăn khoảng 100g hành tây với cách chế biến như trên để đạt hiệu quả điều trị bệnh cao nhất. Bài thuốc tiếp theo, sử dụng tỏi. Theo dân gian, nước tỏi cũng là một bài thuốc chữa thiếu máu não vô cùng hiệu quả. Nếu bạn đang bị thiếu máu não đi cùng là bệnh mỡ máu cao thì đây chính là một bài thuốc nên áp dụng ngay. Hãy sử dụng nước tỏi một tuần 2-3 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bài thuốc thứ 5, sử dụng lá sen. Sử dụng lá sen rất phù hợp cho những người bị thiếu máu lên não. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 50g lá sen để sắc nước và uống. Lá sen khá dễ tìm và lại rất lành tính, vì vậy bạn có thể sử dụng bài thuốc này hàng ngày để giúp cho cơ thể chống lại mọi loại bệnh tật. Trong quá trình điều trị căn bệnh thiếu máu não, bạn cần phải thay đổi lại thói quen sinh hoạt của mình sao cho thật khoa học để góp phần cải thiện tình trạng bệnh nhé. Thói quen cần bỏ thứ nhất, hút thuốc lá.
Cấp tự do là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, gây thay đổi cấu trúc nội mạc, mạch máu, làm tiền đề cho mỡ máu bám vào thành mạch, gây ứ trệ, giảm lưu hành máu trong cơ thể, dẫn tới thiếu máu lên não. Trong khi đó, theo đông y, hút thuốc lá là hành động làm tăng sinh gốc tự do. Thói quen cần thay đổi thứ hai, thường xuyên nằm gối quá cao. Nhiều người thường có thói quen sử dụng gối cao để kê đầu khi ngủ. Tuy nhiên, đây lại là một yếu tố tác động khiến bạn dễ mắc chứng thiếu máu não. Theo nhiều chuyên gia, sử dụng gối cao thường xuyên khiến cản trở quá trình lưu thông máu từ tim lên não. Quá trình này xảy ra do khi dùng gối quá cao, cổ của bạn sẽ bị gập lại quá mức, chèn ép dây thần kinh gáy và ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu lên não, lâu dần dẫn đến chứng thiếu máu não mãn tính. Vì thế bạn nên thay đổi thói quen gây thiếu máu não này bằng cách sử dụng những loại gối có độ cao vừa phải và phù hợp hơn. Thói quen thứ ba, thường xuyên thức khuya. Theo một nghiên cứu từ các nhà khoa học tại Mỹ, thì những người có sức khỏe tốt nhưng thường xuyên thức khuya hay không ngủ đủ giấc dưới 6 tiếng một ngày sẽ mang nguy cơ mắc chứng thiếu máu não cao hơn người bình thường. Thường xuyên thức khuya thuộc một trong những thói quen gây thiếu máu não ở người trẻ tuổi. Chính vì thế hãy nhanh chóng thay đổi phòng ngừa nguy cơ thiếu máu não, đảm bảo sức khỏe của bản thân mình. Thói quen thứ tư, lười vận động. Lười vận động là một trong những nguyên nhân khiến cho các huyết mạch bị ứ trệ, dẫn đến nguy cơ thiếu máu não. Nhằm tận dụng lợi ích của luyện tập thể thao, không nhất thiết phải đuổi các bài tập khó, cường độ mạnh mà chỉ cần thực hiện những động tác đơn giản như tập khí công, yoga, thái cực quyền hoặc đi bộ trong khoảng 30 phút mỗi ngày là được. Quý vị thân mến, hy vọng rằng qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm cho mình những kiến thức và kinh nghiệm phòng chống bệnh tật hiệu quả, đặc biệt là với căn bệnh thiếu máu não. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.